Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì đầu tiên Tân cảm ơn hai bạn hôm qua đã nghe chuyện của Tân và hai bạn có nhắc nhở Tân về tên của vị thánh mà Tân nói hôm qua. Thì Tân xin lỗi các bạn ha, vị thánh nó là Thượng Đẳng Thần mà vị tên là Đức Thánh Đủm. Đủm chứ không phải là buồn. Thì hôm qua Tân có nói sai, Tân xin lỗi các bạn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn đã nhắc nhở Tân ha. Tân nói thật sự Tân rất cảm kích những ai mà xây dựng đóng góp cũng như là nhắc nhở Tân một cách văn minh. Thì Tân rất là gọi là cảm kích luôn. Tại vì thật sự nhiều khi mình kể chuyện á, mình nói sai á, thì nhờ các bạn giúp đỡ để mà Tân có thể biết thêm và cũng như là Tân kể đúng cái câu chuyện hơn. Tân chỉ khó chịu khi mà người ta nói nặng mình quá thôi. Chứ còn những ai mà góp ý mình vậy thì mình cảm ơn rất là nhiều và chân thành xin lỗi. Mình nói sai cái từ là Đức Thánh Đủm thành Buồm. Đó là mình sai. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nữa Tân tặng cho các bạn về cái sự sai. Sai có nghĩa là mình chưa hiểu sâu về tâm linh của vùng miền và mình cũng chưa hiểu sâu về cái tục lệ của các quốc gia khác nhau mà mình đã từng đi tới du lịch, và thậm chí là mình có thời gian ở đó, đôi khi mình cũng chưa hiểu hết. Thì nhờ vào những cái sai đó mà mới đúc kết những kinh nghiệm về chuyện tâm linh kể các bạn nghe. Cái câu chuyện này nó không phải đến từ Tân mà đến từ một cái người chị mà Tân biết. Thì ngày xưa đó, chị là một trong những người viết kịch bản các bạn. Thì khoảng mười mấy năm về trước á, để mà bạn viết kịch bản á, thì bạn viết kịch bản tình yêu, kịch bản lãng mạn, mơ mộng. Nhưng mà rồi cái gì nó cũng sẽ chán. Cái tình huống để mà hai người nam nữ đến với nhau ngang trái hay là vui hài lãng mạn gì nó cũng sẽ bị bão hòa một thời gian khi mà mình viết hoài. Thì chị mới ra tâm sự với mình trong cái buổi gặp gỡ cà phê. Thì chị mới nói với Tân là chán quá, cứ ngồi viết mấy kịch bản này hoài. Trong khi chị thích gây cứng, hành động. Mà bạn biết thời điểm đó đâu có những cái đội mà cách cả đơ mà giỏi như bây giờ. Ngày xưa cái gì nó cũng eo hẹp khó khăn hết. Thậm chí là cách cả đơ gặp tai nạn rất là nhiều. Đâm ra phim hành động á, là mình coi nó có cái gì đó nó chưa có mãn nhãn lắm. Mà chị thì chị thích những cái gây cứng, hành động. Thì Tân mới đề nghị chị một cái chuyện là sao chị không viết kịch bản phim ma, kịch bản kinh dị. Thì bạn biết hồi đó nó có thêm một cái khó nữa. Tân có thể Tân nhắc lại nhiều lần trong cái chuyện ma của Tân. Đó là ngày xưa bạn biết là khi bạn viết một kịch bản sân khấu hay là phim mà về ma đó, thì cái kết của nó là do con người tạo ra. Có nghĩa là một cái người nào đó rất là thông minh đã dàn xếp hết tất cả mọi thứ để hù một cái gia đình nào đó vì họ thù hận. Và đó là tình huống. Cái là nguyên một cái kịch hay nguyên một cái phim, bạn sẽ thấy hù ma rồi này kia các cái, nhưng cuối cùng là do con người làm ra. Giống như là chuyện Conan vậy đó. Thì nó không có đúng. Tại vì đã nói về ma là phải làm ơn có con ma, phải có phù chú, phải có thầy pháp, phải có câu chuyện đau khổ trong đó. Thì thời điểm đó mình biết là đi xin xét duyệt là người ta không cho. Thì chị này chỉ bị bó gối chầm chân, chỉ bị không thể sáng tạo được. Thì nếu mà có viết hết ga hết số thì phải sửa lại. Bạn biết một cái kịch bản viết ra mà tự nhiên cái kết các bạn đi sửa lại là do con người, thì ngay từ đầu bạn đã phải tính toán. Thì nó không có đã cái nư. Thì Tân mới ngồi lại, Tân mới nói chuyện với chị. Tân nói chị, em thấy bạn trai của chị là người nước ngoài mà chị cũng giỏi tiếng Anh, tại sao chị không đi qua Thái Lan, chị phát triển đi. Nếu chị đi thì em sẽ giới thiệu chị một cái bé em. Bé là người Thái. Thì bạn biết á, là cái thời điểm Tân giới thiệu chị là tại vì vậy. Lúc đó phim ở Thái rất là phát triển và nó đã có một cái bề dày kinh nghiệm làm phim ma. Thứ nhất, thứ hai, những cái thiết bị hiện đại á, để mà bạn gia chạm được, những cái kỹ xảo mà bạn có thể gia chạm được á, là Thái Lan nó có hết. Cái thời điểm đó là có cái bé đó là bé chuyên môn làm màu cho phim bằng cái phần mềm Da Vinci. Những ai mà dựng phim là chắc hẳn sẽ biết. Còn ở Việt Nam mình mà nói về bậc thầy mà làm màu cho phim mà từ phần mềm Da Vinci là phải nói đến anh Bùi Công Anh. Anh Bùi Công Anh là bậc thầy về làm màu cho phim. Thì lúc đó Thái Lan nó đã có các bạn sinh viên, nó đã có phần mềm nó làm rồi. Và để va chạm những dòng máy hiện đại, ví dụ như máy Red Epic, Red Dragon là những cái máy tiền tỷ, thì bên đó nó có. Thì Tân mới nói chị là nếu mà chị vậy đó, chị với lại người yêu của chị đi qua Thái đi, em giới thiệu con bé đó cho. Mà mấy cái nhóm nhỏ nhỏ bên đó nó làm phim ma hay lắm nha, nó có nhiều cái điều kiện để mà nó công chiếu. Thì chị đi qua bên đó đi. Và cái văn hóa bên đó nó tâm linh nó rất là kinh khủng. Thì chị nhớ lâu lâu khi mà chị đã có được cái lòng tin của người ta rồi, thì chị nhớ đem văn hóa Việt Nam mình vào. Tại vì người ta sẽ rất tò mò cái văn hóa và câu chuyện ma của quê hương Việt Nam mình. Nó có cái sự khác biệt gì với văn hóa người ta hay không? Thì đó là sự sáng tạo. Thì khi mà chị nghe, chị suy nghĩ, thì Tân mới giới thiệu cho chị bé em đó. Thì chị với lại cái người chồng, Tân gọi là chồng mà anh nói là anh chưa có cưới, nhưng mà sống nhau như vợ chồng. Thì chị với anh này mới đi qua Thái Lan. Chị với anh này mới đi qua Thái Lan. Thì khi mà đi qua Thái Lan á, lúc đó là Tân với chị này mất cái thông tin liên lạc với nhau một thời gian. Là mỗi người một cuộc sống, mỗi người một công việc. Thật ra thì mình gặp rất là nhiều người trong cái cuộc sống mình thời điểm đó, đủ các ngành nghề hết để mình học hỏi mà mình phát triển, mình nói chuyện. Thì một thời gian sau rất là dài, dài đăng đẳng luôn, thì Tân mới thấy cái nick của chị hiện trong cái số điện thoại hiện trong Zalo. Tại lúc mình cài Zalo thì cái số điện thoại đó nó hiện. Thì mình add. Thì mình mới hỏi chị là ủa chị ổn không? Chị sao rồi? Bên đó giờ làm lớn chưa? Chị mới nói là chị tiêu rồi Tân ơi, chồng chị chết rồi. Nghe xong là mình xám xịt hết luôn. Nhưng mà lúc đó Tân không có nghĩ chuyện tâm linh. Tân nghĩ là chắc bị bệnh hoặc là tai nạn. Tân mới hỏi là ủa chồng chị mất lâu chưa? Ở đâu? Nói chồng chị mất lâu rồi. Bây giờ chị đang sống một mình ở Việt Nam. Và chị cũng không có làm nghề nữa, chị chuyển sang buôn bán. Tân mới hỏi là sao vậy chị? Mất ở đâu? Mất ở Việt Nam mình hay là ở bên Thái? Chị mới nói là mất ở bên Thái Lan. Thì lúc đó Tân đinh ninh là gặp chuyện bên đó. Tân hỏi là chắc có chuyện gì hay sao mà không may mắn gì chị? Chị mới nói là chị gặp phải chuyện tâm linh Tân ơi. Thì Tân mới nói chị một câu này nè. Tân nói là em nói chị rất nhiều lần rồi, tâm linh nó có tồn tại. Mà đặc biệt Thái Lan nó rất là linh. Khi mà chị va chạm làm phim Thái Lan á, là chị phải hiểu về văn hóa của nó. Và dùng miền nó khác nhau. Cho nên chị phải cẩn thận và thầy bùa, thầy ngải bên bển rất là nhiều. Cái thời điểm nó phức tạp lắm bạn. Tân hỏi là anh bị thư ếm hay bị sao mà gặp phải chuyện tâm linh mà mất? Chị nói không, chồng chị bị là bị bên Campuchia. Cái mình nói ủa sao kỳ vậy chị? Em giới thiệu chị qua Thái Lan tự nhiên mà chồng chị gặp chuyện tâm linh bên Campuchia. Nghe đúng rồi. Đó là chị này chỉ đến Thái, chỉ làm việc được một thời gian cũng rất là ok. Thì chị mới phát hiện ra một chuyện là người Thái thích chuyện ma của Cam. Thời điểm đó là tại vì bạn biết không, là họ là người Sim, Cam là người Khmer. Tuy là họ nhìn giống giống nhau nhưng mà cái văn hóa họ khác nhau. Thì họ cho rằng cái dòng ma quỷ nó cũng sẽ khác nhau. Họ thích tìm tòi. Cũng giống như Tân gặp mà những người bạn Tân kể về chuyện ma Việt Nam, họ rất là thích. Họ thấy trời sao ghê quá vậy. Mặc dù họ cũng biết chuyện bùa ngải ma quỷ, nhưng mà khi họ nghe nước mình họ sao ghê quá vậy. Sao các vị thần của bạn linh quá vậy? Mình có bỏ vô mặt di truyền mình bán không? Thì không. Thần của nước tôi là có đền đàng hoàng chứ không phải bỏ mặt di truyền bán hết đó. Thì họ thích như vậy. Thì họ thích ma của Khmer. Thì chị này với lại chồng đó, rất là chịu khó. Đi qua Cam ở Phnom Penh thì thuê một cái căn nhà đúng kiểu nhà sàn của người Khmer ngày xưa. để mà ở vùng ngoại ô của Phnom Penh. Khi mà tới đây ở đó thì mọi thứ nó bình ổn, chủ nhà cũng rất là dễ thương. Và hai người có thuê chủ nhà một chiếc xe máy, mỗi sáng là chạy vô trung tâm để mà mua đồ ăn sáng rồi đi du lịch luôn. Các bạn hiểu cái cuộc sống kiểu như vậy đúng không? Bạn đã kiểu như là cặp đôi đi nước này nước kia làm ăn, là tìm hiểu văn hóa vậy bạn. Thì chị này biết biên kịch mà, chị có công việc làm ổn định thì chị sẽ viết, chị gửi thì người ta sẽ trả tiền. Thì chị mới qua bên đó chị ở như vậy đó, mọi thứ nó rất là ổn, không có chuyện gì xảy ra cho đến một cái ngày. Thì người nước ngoài bạn biết rồi, họ rất là tò mò những thứ xung quanh. Thì ổng đi vòng vòng quanh nhà thì ổng thấy nhà nào cũng có cái hiện tượng giống nhau, là một cái nhà lớn là người ta ở, nhưng kế bên có cái nhà nhỏ. Nó không phải là cái bàn cúng, cũng không phải là bàn thiên giống như nước mình. Nó là một cái nhà gần giống như cái nhà họ đang ở. Và nói thật sự ra là người ta vô ở vẫn được, nhưng mà trước nhà người ta thấy là nhang và bàn cúng. Là chồng chị này thấy vậy, ổng không hiểu là cái gì. Ổng mới tới đó, ổng nhìn, ổng nại, ổng coi. Thì xui một cái là người ở vùng đó bắt đầu người ta nhìn thấy, người ta mới qua, người ta chửi. Thì bạn biết tuy là người ta không biết tiếng Anh, người ta chửi tiếng Cam. Nhưng mà khi bạn bị chửi thì cái ông chồng của chị này nóng tánh. Các bạn biết mà, người nước ngoài đó là họ đôi khi họ không có bình tĩnh đâu nha các bạn. Không phải ai người ta cũng dễ thương đâu nha. Có những người tánh rất là nóng và họ la làng khi mà họ không hài lòng cái gì đó, họ làm thấy ghê lắm. Bởi vì họ coi những cái quốc gia như mình đó là không thượng đẳng giống như họ. Mình đừng có nghĩ là ai cũng dễ thương giống như ai, tùy người thôi. Tân gặp nhiều người rồi, khi mà đụng chuyện một cái là họ la làng thấy ghê lắm. Thì lúc đó chồng chị này la làng lên và làm đủ thứ chuyện hết. Thì lúc đó ổng lên cơn nóng. Nói chung ổng hiểu được là những người này không cho ổng đụng đến cái căn nhà nhỏ đó. Nhưng mà đó là cái vùng ổng thuê. Cái vùng ổng thuê, và ổng chỉ thấy đó là một căn nhà làm bằng gỗ mục. Đâm ra muốn làm gì là ổng làm. Ổng mới lấy cái cây búa ra ổng đập. Thì khi ổng đập cái căn nhà đó ra đó, thì chị với lại chồng chị mới thấy một cái xác người nằm trong đó. Nó là một cái xác trẻ em, nó nhỏ thôi, nó không có lớn. Cho nên nó là ổng mới rất là mừng. Thường mà người Việt mình thấy vậy là mình sẽ ớn. Ổng mừng lắm, ổng mừng vì ổng đã khui ra được cái bí mật của căn nhà này. Kiểu ổng nghĩ là mấy người sát hại người hay là chôn giấu xác trong đây, đâm ra không muốn ai biết. Ổng hào hứng lắm. Mà còn những người xung quanh đang chửi ổng á, thì người ta im lặng, người ta bỏ về nhà hết. Còn chị này là một sự hồi hộp đến với chị rồi, bởi vì người châu Á nhìn là biết có vấn đề. Thì ổng mới đi ra đồn công an, ổng báo. Ổng nói những người cảnh sát Cam á, là ổng phát hiện căn nhà có xác người. Bây giờ vô đi, cái hung thủ là cái người cản tôi đập cái chỗ đó. Thì bạn biết là khi cảnh sát vô họ nhìn là họ lạy. Họ lạy, họ ớn lắm, họ không dám trả lời. Họ mới nói là ông với lại cô này đi ra khỏi Campuchia liền đi. Ông đã phá mà vỡ cái tục lệ cúng ở vùng này. Ở đây không phải xác người, mà đây là những cái xác chúng tôi biết. Và những người này, những người bệnh chết, thay vì được an táng như người ta thì họ bỏ vô trong nhà đó. Thì bạn biết là khi mà nói vậy thì ông gọi luôn chủ nhà. Thì bà chủ nhà lúc này tới không còn dễ thương nữa, bà đuổi ra khỏi nhà luôn. Bà hỏi là sao dám phá cái căn nhà của bà. Bà gọi đó là căn nhà ma của bà. Căn nhà đó là phù hộ cho nhà bả, sao lại phá? Thì lúc đó là hai người này mới phải quay trở về Thái Lan. Tại vì họ có đủ tư liệu rồi bạn, và tư liệu đó rất hấp dẫn luôn. Họ gặp những cái chuyện của người Khmer bên đó. Thì khi về họ viết cái kịch bản á, họ làm đó. Thì bắt đầu ông này có những hiện tượng lạ. Là cứ mỗi đêm là ổng nhức, ổng rất nhức đầu và ổng nhức toàn thân. Nhưng sáng ra là nổi những cái mụn mũ á, châm chích ngay cổ, tay, chân. Và dần ổng nói trong đêm ai đó đang đóng đinh trong đầu ổng. Ổng đau không chịu không nổi. Và cái hiện tượng nó trải qua đến mức mà khi ổng mất người ổng ương mũ luôn. Và chị này có nhờ bạn bè mà chỉ quen ở Thái tìm thầy dùm. Thì khi mà thầy của người Thái tới nhìn, ông nói là cái này là thế lực tâm linh lớn, không có phá được. Và đây là phong tục của người Khmer, không người Thái không có xía vô được. Các bạn thấy không có phải ai cũng có thể đụng vô được những cái phù chú xưa. Cái văn hóa họ khác nhau. Thì sau đó là chồng chỉ mất ở bên đó và chị phải lo tất cả mọi thứ. Và chị mới bị suy sụp. Chị suy sụp, chị mới về lại Việt Nam và chị sống ẩn luôn mà. Chị ở ẩn luôn. Chị có nói là chị cảm ơn Tân đã giới thiệu cho chị cái công việc làm. Nhưng mà chị không hiểu văn hóa, chị gặp những chuyện nó không may. Lúc đầu em kêu chị ở Thái, thà chị ở Thái luôn. Đằng này là chị mê công việc quá, đâm ra chị qua Cam. Chị mới gặp những cái chuyện bên Cam. Thì Tân nghe, Tân thấy Tân buồn quá. Là bởi vì giống như có mình liên quan trong đó. Bây giờ Tân hỏi bạn chứ nhiều khi mình giới thiệu mà mình không nói rõ với người ta hay là như thế nào đó để cho người ta đi qua Cam. Cam với Thái với Lào nó khác nhau. Mặc dù mình nhìn nó giống giống nhưng mà cái cách thờ cúng bày biện nó khác nhau. Thì Tân mới tìm hiểu. Tân mới tìm hiểu để Tân có câu trả lời cho chị đàng hoàng tại sao chồng chị bị vậy. Thì bạn biết cái vùng này là một trong những vùng xưa, mà là một trong những loại văn hóa mà người ta biết đến của người Khmer. Đó là họ có một cái căn nhà để họ ở, nhưng mà bên cạnh đó họ có một căn nhà để ma ở. Cho nên tại sao những cái vùng như là Cam mình qua mình rất dễ gặp ma. Bởi vì họ xây nhà cho họ, họ xây nhà cho ma nữa. Thì những cái căn nhà mà xây cho ma ở đó, là họ có cái sự mong muốn là ma quỷ dọc đường hoặc là ma quỷ dùng đó không đi đầu thai được thì vô đó ở. Họ vẫn vô họ cúng. Còn cái nhà họ ở đừng vô phá. Có nghĩa là họ có cái làng như vậy, một cái làng là nhà người ở, kế bên là cái nhà ma ở. Thì cái bà chủ nhà này á, theo cái lời miêu tả của chị này á, thì bà chủ nhà này bà đã lựa một cái người con trong nhà của bà. Và cái người con này là bị cái chuyện ma quỷ âm dương, có nghĩa nó thấy ma từ nhỏ, nó tiếp xúc với ma từ nhỏ, đâm ra nó yếu. Thì đến lúc nó gần mất các bạn, có nghĩa là mình tiếp xúc với ma quỷ nhiều quá rồi, mình không trở về được lại dương thế nữa, mà mình muốn đi về cõi âm để mình chơi những người bạn đó. Thì bả sẽ toại nguyện cho nó, tại nó gần mất, nó thôi thớp rồi. Là bên y học bác sĩ là ta không cứu được nữa rồi, các thầy không cứu được rồi. Thì ngày đó là ngày nó sắp mất, bả sẽ cho nó uống một cái loại thuốc để nó sình người nó chết. Nó lỡ loét là nó chết. Và bà sẽ để vô trong cái căn nhà đó, để cái xác nó vô cái nhà đó. Và để một cái tấm gương ở ngay cửa, để nó nhìn vô cái gương đó, nó biết nó là ma. Và nó sẽ giúp bà tiếp đón những linh hồn đi ngang vùng đó. Và đừng ám căn nhà của mẹ nó ở. Bạn nghe rất là bệnh nhưng mà lại có thật. Thì cái đứa bé này á, là con út trong nhà. Khi mà đập cái nhà ra như vậy á, thì nó sẽ hận. Tại nó phát hiện ra một chuyện là mẹ của nó hại nó chết. Nhưng mà lại tại sao không hại anh nó? Tại vì anh nó là người không có mắc âm dương, không có duyên với cõi âm. Nó tị nạnh đó bạn. Nhưng mà khi nó mất á, mẹ nó bỏ vô cái nhà đó rồi, để cái tấm gương xung quanh bố trí bùa ngải thờ cúng, nó không có nhớ. Nó chỉ nhớ là nó đang giúp mẹ nó đón tiếp những linh hồn trong cái nhà đó, để mẹ nó cho thuê cái nhà cho người ở thôi. Thì khi cái ông chồng của chị này phá cái nhà đó ra, là đồng thời là phá hết bùa chú, thì nó mới nhớ. Khi nó nhớ, nó ám bả. Nó tức tại sao mẹ lại hại nó không hại anh nó. Thì bả phải có câu trả lời với nó. Thì để có câu trả lời với nó, bả phải mời thầy về chứng an nó là nó bị bệnh, nó mất. Và một phần nữa nó đang làm việc cho bả thì bị người nước ngoài đó phá. Đâm ra cái người thầy về chứng an cũng là người thầy Ngải. Khi mà chồng chị này bị nổi những cái mục á, mà ương đến chết, nó là ngải nhện mà. Họ sử dụng ngải nhện. Mình có cảm giác như bị nhện cắn hay bị con gì đó cắn. Hàng đêm rất là đau khổ. Cho đến khi nó ương mũ mà chết. Hai á, là cái đứa bé này á, nó lấy đinh quan tài á, nó hiện hồn nó đóng vào đầu của ông này mỗi đêm để cho ông này khỏi ngủ. Cho nên đừng có bao giờ bước vô một cái vùng nào mà thấy cái thứ gì thờ cúng là mình tự tiện mình tới mình tìm hiểu, mình mở cửa mình coi, hoặc là mình tự động mình cúng cũng không nên nữa. Thì qua cái câu chuyện ngày hôm nay bạn biết là khi mà Tân tìm hiểu xong đó, Tân cũng khá bất ngờ. Đôi khi chuyện ma quỷ nó ghê, nó nằm ở văn hóa địa phương. Cái vùng đó có những tục thờ cúng theo kiểu cổ xưa mà mình không biết, mà làm sao mình biết được. Mình người Việt mình còn chưa biết hết chuyện của người Việt, làm sao biết chuyện nước người ta. Mà rõ ràng là Tân đã kêu chị sống ở Thái, tự nhiên qua chị lại quá là tận tâm với công việc đi. Chị muốn tìm hiểu về văn hóa của Khmer thì chị đi qua bên Cam. Thật ra họ giống nhau nhưng họ khác nhau các bạn. Họ mới giống nhau hoàn toàn đâu. Cho nên qua cái câu chuyện hôm nay tôi muốn nói các bạn là nhiều khi ma quỷ địa phương nha, nó ghê hơn những câu chuyện mà mình đã từng biết. Ví dụ như mình nghe về những loài ma của vùng đó, nhưng nó không ghê bằng ma địa phương. Bởi vì nó mất, hay là nó xuống địa phủ, hay là nó bị chứng yểm là theo phong tục địa phương. Chỉ có người địa phương nó mới biết thôi. Nếu như chị này mà chồng chị không gia chạm thì Tân không biết câu chuyện này đâu. Thì Tân xin phép kể câu chuyện này cho các bạn hiểu. Nhiều khi mình đi qua Lào, mình đi qua Thái, mình đi qua Cam, mình thấy nó giống nhau, nhưng nó hoàn toàn nó không giống nhau. Người Cam á, thì nó không có sợ ma ở đâu hết, nó chỉ sợ ma nước nó thôi. Người Thái sợ ma Campuchia, người Việt sợ ma Thái Lan, nhưng mà nhiều khi cũng không sợ ma Cam. Nói chung nó hỗn tạp, tại vì do văn hóa của các nơi nó khác nhau. Thì phải có những người kể chuyện ma như Tân để mình hiểu rằng là ở đâu ghê hơn ở đâu. Nhưng quan trọng là nên tôn trọng người âm, nên tôn trọng. Dẫu cho mình không tin đi nữa thì mình cũng nên tôn trọng, kệ đó. Có kiêng có lành, đúng không? Chứ còn bây giờ mà mình vô mình thể hiện quá, lỡ mình gặp cái chuyện gì thì mình mệt. Giống như chồng chị đó, thật ra Tân thấy rất nhiều người nước ngoài họ không tin, họ hoàn toàn họ không tin, nhưng khi họ gặp chuyện họ không biết cách nào họ đỡ hết. Thực ra người nước ngoài bị chuyện ma ám mà vong mạng ở các nước như mình rất là nhiều bạn, rất là nhiều. Nhưng mà cái yếu tố là họ không tin, tâm ra rất khó là kể. Tại vì chẳng qua chị này là người Việt, chỉ nói chuyện với mình, hai bên trao đổi với nhau, mình đã chứng kiến cái sự việc của chị này thì mình mới kể các bạn nghe. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.